Ôi giời, ôi Ngọc Anh, em đi mà không nhìn đường à? Hay là mắt em cận thị rồi đấy? Cận cái đầu anh ấy, mắt em hơi bị tinh, 10 trên 10 luôn nhá. Ồ, thế nếu mà em không cận thị, tại sao em không nhìn ra được cái việc mà anh thích em? Này, anh lại bắt đầu rồi đấy nhá. Thế anh hỏi em nhá, nãy giờ em đi ngoài đường ấy, em có mỏi chân không? Anh hỏi buồn cười nhở? Em đi bộ chứ có phải đi xe máy đâu, không mỏi mới là lạ đấy. Thì đúng rồi, đã thế nhá, em lại còn chạy lăng xăng trong tâm trí anh nữa, bảo sao chả mỏi. Thôi thôi anh Tuấn ơi, em nghĩ là anh đừng có văn vở nữa. Em thấy em với anh không cùng tần sóng đâu. Với cả là em cũng không có sức đâu mà đứng đây trả lời 10 vạn câu hỏi vì sao của anh đâu. Nghĩa là em bảo anh với em không có điểm chung thì đúng không? Vâng. Thế anh hỏi em nhá, em có yêu bản thân mình không? Em có. Thì đấy, anh cũng yêu bản thân em, thế điểm chung đấy còn gì nữa, ngẫm hỏi buồn cười. Anh đúng là cái đồ dở hơi. Thôi, em đi lên nhà đây, không ở đây nói chuyện với anh nữa đâu. Ngọc Anh. Ngọc Anh. Hôm nay trời hửng nắng, nhưng lòng anh lại mưa. Vì gọi người chẳng thưa, nên tim anh trống vắng. Cái anh này, em đã dặn anh rồi, đi đứng phải cẩn thận chứ. Anh ngã ra như này em thương anh lắm đấy. Đau thì đau thật đấy, nhưng được em quan tâm thế này thì đau mấy anh cũng chịu được. Anh này, ước gì mình được như anh ấy. À đúng rồi, bây giờ mình chỉ cần bị như thế, chắc chắn là Ngọc Anh sẽ thương mình hơn. Đúng rồi, thế mà không nghĩ ra sớm. Ôi trời ơi, ai lắc ấy. Lúc mơ yêu thật vui biết bao nhiêu. Đúng là cái thằng dở hơi. Cứ bật lên lên từ từ nha. Ngọc Anh. Em đang làm gì đấy? Thì em đi giặt quần áo chứ còn làm gì nữa ạ? Mà anh cũng đi về phòng gom quần áo bẩn đi giặt đi, nhanh nhanh mà còn phơi, chứ mấy hôm nữa mưa bão về là không có quần áo mặc đâu đấy. Anh biết rồi, em đúng là cô gái đảm đang của lòng anh có khác. Mà sao em bê nặng thế? Để anh giúp cho nhá. Ôi, thôi được rồi, anh cứ để đây em tự làm được mà. Tự cái gì mà tự nhá, anh thà đói chứ không để người anh yêu vất được. Cứ để đây anh làm cho. Thế vâng, thế anh mang lên máy giặt giúp em nhá. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Nụ cười của em ấy là món quà lớn nhất sưởi ấm lòng anh rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, cái chân tôi rồi. Anh Tuấn, anh bị làm sao đây? Anh có sao không? Anh đau ở đâu? Ngọc Anh ơi, anh bê quần áo lên cho em, chẳng may anh bị vấp ngã. Ôi ôi, chân anh đau quá, anh không đi được nữa rồi. Ai ơi. Vậy thì để em dìu anh về phòng nhá. Đứng dậy, cẩn thận nhé. Đi từ từ thôi. Ôi trời. Ngọc Anh đấy à? Anh đã bảo là không phải sang thăm anh làm cái gì, anh không làm sao đâu. Anh Tuấn ơi, chân anh bị thương nặng lắm hay sao mà phải băng bó nhiều thế ạ? Thôi, để em dìu anh vào phòng. Anh ơi, cẩn thận không gãy chân anh mất. Anh ơi. Cái thằng này mày đi đứng thế nào, ngã ra sao mà lại quấn như là xác ướp Ai Cập thế à? Em cũng có muốn thế đâu. Thế nhưng mà tại em thương cái Ngọc Anh như kiểu thương cái bằng non ý. Lúc nào cũng muốn ở cạnh đỡ đần, ai ngờ lại đen đủi như thế. Đen với đủi cái gì? Có mà sĩ gái thì có, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Thôi anh Quang, anh đừng có trách anh Tuấn nữa mà tội nghiệp. Cũng tại vì anh Tuấn giúp đỡ em nên là mới thành ra thế này đấy. Thế bây giờ chân cẳng mày thế này thì đi đứng thế nào? Chả lẽ cứ lê lết à? Hay là anh em tao đưa mày đến bệnh viện nhé? Thôi. Không cần đâu. Chân em cứ để em luyện tập một thời gian là nó tự đỡ dần dần ấy mà. Anh Tuấn ơi, anh cho em xin lỗi nhá. Hay là chuyện đi lại hàng ngày của anh cứ để em giúp à?
Ôi, có thế chứ. Không uổng công nãy giờ mình diễn kịch vất vả. Thôi, mày để đấy tao giúp cho. Dù sao tao cũng rảnh. Thế cả tao là con trai, dìu dắt nó cũng dễ hơn. Ô, em thấy cũng hợp lý đấy. Anh Tuấn thấy có được không ạ? Thôi, anh không cần đâu. Em không cần phải có trách nhiệm với anh đâu. Anh chịu đau được mà. Ai ui. Vậy thôi, cứ để em dìu anh vậy. Chứ tại em mà anh ra đông nỗi này, bây giờ em bỏ mặc anh làm sao được ạ? Đúng rồi. Thế mới là Ngọc Anh của anh chứ. Thôi, chân cẳng đau thế này thì nghỉ sớm đi. Anh em tao về đây, có gì để ớ nhé. Em chào anh Tuấn ạ, chúc anh Tuấn ngủ ngon. Thế hai anh em về nhá, chúc Ngọc Anh ngủ ngon. Ôi, đóng cửa vào cho anh với. Anh Tuấn ơi, anh ăn thêm cái này đi. Ừ. Ồ, sao em lại bảo anh ăn thêm chân gà? Thì các cụ chả có câu ăn gì bổ nấy hay sao? Thế nên là anh đang đau chân, ăn chân gà là đúng rồi còn gì nữa. Ăn chân bổ chân mà. Ừ nhỉ. Ôi, anh Tuấn, chân làm sao này? Không sao đâu. Không sao. Tao sơ sẩy nên là bị ngã thôi mà. Không sao cái gì mà không sao. Chân anh cuốn 1001 lớp băng, dày ù lên như cái bắp cày thế này mà bảo không sao á? À, hay là anh lại nghịch ngu, anh gây thù chuốc oán với ai, xong người ta kéo nhau đến đây đập gãy chân anh đúng không? Mày cứ vớ va vớ vẩn. Tao... Chị Nhung ơi, tất cả là tại em đấy ạ. Vì em mà anh Tuấn mới thành ra thế này. Chị đừng có trách anh Tuấn nữa mà tội nghiệp ạ. Tại em á? Thế là làm sao? Là do anh Tuấn giúp em bê chậu quần áo lên giặt, không cẩn thận ngã xuống cầu thang nên là mới thành ra đau chân thế này đấy ạ. Ôi trời, tôi đến chịu hai ông bà đấy. Đi đứng thôi cũng không xong. Thì cũng là chuyện không may thôi. Để mấy hôm nữa là nó tự khỏi mà. Mà này, mày cấm nói với bố mẹ tao, không bố mẹ tao lại lo sốt vó lên đấy nhá. Anh không phải dặn, chân anh không què thì bình thường bố mẹ anh cũng đủ lo rồi. Thôi dưỡng thương đi, em lên trên em thu tiền phòng. Chân anh như này thì em thư thư cho anh mấy hôm, hôm sau em sang thu đấy. À đấy, thế chân cẳng như này thì anh đi lại kiểu gì? Chị đừng có lo, em sẽ giúp đỡ anh Tuấn cho đến khi chân anh ấy lành lại ạ. Ừ, thế tốt, em đi đấy. Em chào chị Nhung ạ. Đấy, anh thấy chưa? Từ giờ là anh phải đi lại hết sức là cẩn thận. Em sẽ theo sát trông chừng anh cho đến khi anh khỏi hẳn. Anh nhớ chưa? Anh nhớ rồi. Anh Tuấn ơi. Anh Tuấn. Anh ăn chân gà đi xong rồi em còn dìu anh về phòng. Ngon không anh? Ôi trời ơi, từ từ, chân anh vẫn đau quá. Ôi trời ơi, ai dồi ôi. Alo, cái gì? Đổi lịch học thành hôm nay á? Ồ, được rồi, tao chuẩn bị đến đây. Ôi, Ngọc Anh ơi, em bận gì à? Anh Tuấn ơi, lẽ ra là lịch học của em là vào ngày mai cơ. Thế nhưng mà cô giáo dạy ôn thi cho bọn em lại bận việc đột xuất, thế nên là phải đổi lịch học sang hôm nay ạ. Ừ, thế thôi, em cứ đi đi. Chân anh đau một tí, anh đi tập tễnh cũng được mà. Với lại là anh cũng tự đi được, anh không cần ai dìu đâu. Alo anh Quang hả? Anh xuống phòng anh Tuấn giúp em luôn vào ngay nhá. Em gọi anh Quang xuống đây làm gì đấy? Anh cứ chờ một lát sẽ biết. Này, mày gọi tao sang đây khóc có chuyện gì đấy? Anh trai yêu quý của em ơi, chẳng là bây giờ em phải đi học rồi, thế nên là anh chăm sóc anh Tuấn thay em nhá. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Em chào hai anh em đi học đây. Quả mơ ấy. Thôi để đấy tao giúp cho. Không người ta lại bảo tao là bạc tình bạc nghĩa.
Thấy anh em huynh đệ cùng nhà gặp nạn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thôi, anh về đi, em cóc cần. Ai ôi, tự nhiên sao lại đau bụng thế nhở? Ai ôi, chắc là tại mấy cái chân gà vừa nãy rồi. Ôi dồi ôi, Ngọc Anh ơi, em hại anh rồi. Này, mày đau bụng à? Để tao dìu mày vào toilet nhé. Ui, giỏi đất ơi, anh né cái nách của anh ra, gấm khổ chua, kinh chết đi được ấy. Đây, được chưa? Đi. Ôi, thôi, anh cứ kệ em. Ai ôi, kệ em, được mà. Ôi, thì nhảy ngọc xón ra quần bây giờ. Ôi, đấy rồi, anh ơi, ôi dồi, khiếp nách anh chua thật đi. Ôi, anh Quang này, anh không đi ra thì anh còn đứng đây làm gì? Tao phải ở đây để trông chừng mày. Nhỡ chẳng may mày ngã sứt răng ra đấy thì làm sao? Ôi trời ơi, anh Quang này, em xin anh nghe, anh đi ra ngoài của em cái. Anh mà cứ ở đây thì em... Ôi, thối quá. Thôi mày ở đấy làm gì làm đi, tao đi ra ngoài đợi. Ra đi chứ còn gì nữa. Quang, em tưởng anh ở phòng anh Tuấn chăm sóc cho anh ấy ạ. À? Mày nói làm tao lại thấy bực mình. Đúng là cái thằng ba que mà. Anh sao đấy? Hay là anh Tuấn làm gì khiến anh không vừa ý à? Nó bảo anh mày bị viêm cánh. Mà tao trước giờ nổi tiếng là sạch sẽ ở cái vùng này rồi. Làm gì có chuyện hôi hám. Đã thế, nó còn xì hơi vào mặt tao nữa. Đúng là cái thằng ba que mà. Con này, mày lại còn cười được nữa à? Vì mày mà tao phải hầu hạ cái thằng ba que sỏ lá ấy. Đã thế lại còn bị nó cà khịa nữa. Cay thế chứ đi. Thôi được rồi, anh khỏi phải lo đi. Em đã nghĩ ra cách khác rồi. Cách gì? Thì như anh vừa nói đây, anh không thích chăm sóc cho anh Tuấn còn gì. Thế nên là em đã tìm được một người đồng ý chăm lo cho anh Tuấn thay anh rồi. Ô, mày nói thật à? Nhưng mà đứa nào sao mà ngu thế? Không ngu đâu nha. Em phải hối lộ bao nhiêu là đồ ăn vặt người ta mới chịu đồng ý đấy. Thôi được rồi, đứa nào thì kệ bố nó, miễn không phải anh mày là được rồi. Cảm ơn nhé. Chỉ thế là nhanh thôi. Ôi trời. Anh còn đau nhiều lắm không? Đau chứ, đau nhiều lắm. Đây, để anh ngồi đây. Ôi trời ơi. Anh Tuấn ơi, dạo này em bận đi học ôn thi nhiều quá. Thế nên là em sẽ nhờ một người khác chăm sóc anh nhân lúc em không ở nhà nhé. Thôi, em không cần phải nhờ anh Quang dắt anh đi lại nữa đâu nhá. Hôm nọ anh trai em tí cho anh ngạt thở vì hít phải khí độc rồi. Không, lần này sẽ là một người khác. Anh Phú ơi! Anh đây! Từ giờ trở đi, anh Phú sẽ là người giúp anh mỗi khi anh cần phải leo cầu thang hoặc đi lại. Em đã nói với anh Phú cả rồi. Thế nên là có chuyện gì thì anh cứ nói với anh Phú nhá, không phải ngại đâu. Thôi, muộn giờ của em rồi, em đi trước đây. Em chào hai anh ạ. Ngọc Anh ơi. Cần gì thì cứ phát biểu, anh này giúp nhiệt tình, giúp hết mình luôn. Thế anh hộ em cho em vào trong phòng ngay. Ok con dê luôn. Đi, nào. Ôi, anh Phú ơi, mấy ngày anh chưa đánh răng gì rồi mà mồm anh thối thế. Này, mày nói thế là có ý gì đấy? Tao ngày nào chả đánh răng hai lần. Thôi, anh làm gì làm đi nhá. Em tự lo được, em không khiến anh đâu. Mồm anh như cái cống chỉ làm em ốm thêm thôi. À, mày còn cái kiểu đấy nữa à? Mày tưởng tao thích giúp mày lắm à? Đã thế tao lên ngủ cho sướng. Người đâu mồm thối chết đi được. 3 hours later. Kìa, sút. Ui. Sút ngu thế trời ạ. Anh Tuấn. Anh Phú đâu rồi ạ? Sao anh vẫn còn ngồi đây? Anh buồn lắm Ngọc Anh ạ. Tại sao anh lại buồn? Thì em ấy
Hôm qua thì bắt anh ngửi mùi viêm cánh của anh Quang, hôm nay lại bắt anh ngửi mùi tối mồm của anh Phú. Em bị đầu độc anh hay gì? Tôi chết. Thế hóa ra anh Phú bị hôi miệng à? Em không biết. Anh Tuấn cho em xin lỗi nhá. Thôi, em không cần phải xin lỗi đâu. Nếu mà em muốn bỏ mặc anh đến thế thì em cứ kệ anh, cho anh đau đến chết cũng được. Thôi mà, em xin lỗi. Cũng tại vì em bận ôn thi quá. Thế nhưng mà anh yên tâm, lần này sẽ có một người chắc chắn làm anh hài lòng. Người này vừa to vừa khỏe, lại còn nhiệt tình nữa. Ý em là... Ơ chị My, đúng lúc thật đấy, em vừa nhắc đến chị xong. Anh Tuấn ơi, đây sẽ là ứng cử viên số 2 cho chức trợ lý di chuyển của anh. Từ giờ chị My sẽ lo cho anh nhé. Anh biết rồi. Ui, sao lại là bà My béo chứ. Mình mà chê cái gì, chắc bà đấy đấm cho mình trọng thương thật chứ chả phải diễn nữa. Sao đời tôi lại khổ thế này à rồi. Thôi, vậy chốt thế nhá. Bây giờ em còn phải lên phòng tắm xong còn học bài. Chị My giúp đỡ anh Tuấn nhá. Mai mua đồ ăn vặt cho. Em lên phòng đây. Nào, thằng kia có về phòng không? Em có. Đây, chân em đau, chị bình tĩnh giúp em tí rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Rồi. Đây. Bác sĩ ơi, tình hình anh ấy có nguy kịch lắm không ạ? Mọi người cứ yên tâm, không có gì nguy kịch đâu. Chỉ là do thường xuyên hít phải khí thối và bị đè bẹp nên mới ngất xỉu như vậy. Nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ hồi phục thôi. Úi giời, người ta có gần một tạ thôi chứ mấy. Mới có đè có một tí đã lăn ra ngất rồi. Đúng là cái đồ yếu đuối. À bác sĩ ơi, thế còn chân của anh ấy thì sao ạ? Lúc nãy em thấy bác sĩ tháo băng gạc ở chân anh ấy ra. Liệu khi nào mới hồi phục hoàn toàn ạ? Ừ, tôi cũng đang định hỏi đây. Chân cậu ấy có bị làm sao đâu mà phải băng kỹ thế. Bác sĩ nói sao? Chân thằng này không bị gì ấy ạ? Thế hóa ra thằng Tuấn giả vờ à? Thế nhưng mà tại sao anh Tuấn lại phải giả vờ như thế nhở? Ôi, thì nó giả vờ để lấy lòng thương từ mày chứ sao nữa. Đúng là cái thằng ba que, nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên. Ôi. Anh Tuấn ơi, chân anh vẫn còn đau cơ mà, sao anh không gọi em giúp? Chẳng hiểu sao bác sĩ lại tháo băng bó anh ra mất. Em trông nó lành lặn thế này thôi, chứ thực ra nó vẫn đau ở trong xương, nhức ở trong tủy ấy. Nhìn chân nó thế kia, phải một năm nữa mới khỏi. Các cụ bảo rồi, chó liền da, gà liền xương, cố lên em nhé. Mọi người cứ làm như trò đùa ấy nhỉ? Hôm nay mà ai không đóng tiền phòng cho em vứt hết quần áo ra đường đi nhá. Thôi chết rồi anh Quang ơi, hình như là chị Nhung đến thu tiền trọ hay sao á. Chuẩn thôi. Ôi đúng rồi, phải chuẩn thôi. Chuẩn. Thế hai người bảo chuẩn thôi mà sao không chạy đi, để cho em còn chạy. Để cho em còn tìm cách đối phó với cái Nhung. Không, anh phải tận mắt nhìn thấy mày tìm được chỗ trú ẩn an toàn anh mới yên tâm cơ. Ôi dồi anh Quang ơi, ai rơi tiền kìa. Ấy, em tưởng anh gãy chân cơ mà, sao lại chạy nhanh thế? Mày định cầu diễn đấy à? Anh Tuấn, có trả tiền phòng cho em không? Mày bảo là anh bị đau chân thưa cho anh vài hôm còn gì nữa. Bao nhiêu tiền anh mua thuốc để chữa chân hết rồi, anh ơi đau chân quá. Để đấy cho anh. Anh có thuốc tiên chữa cho thằng ba que này khỏi chân luôn. Mày dám lừa em gái tao? Dám lừa em gái tao? Đứng lại. Thằng ba que. Anh Quang ơi, cố lên. Mày đứng lại cho tao. Thằng ba que kia, đứng lại. Này. Đấy, có mỗi thế thôi mà anh chạy quanh mãi. Anh Tuấn ơi. Anh không phải giả vờ. Trong hôm nay, anh lựa mà cầm tiền sang quán cà phê, đóng tiền trọ cho em nhá.
Không là bao nhiêu tội trạng của anh em phô cho bố anh biết đấy. Mọi người ơi, đóng tiền phòng cho em đi. Nó quên anh em mình kìa. Này, em không quên đâu nhá. Anh cũng lợm mà đóng cho em đi. Không là em tống cổ hai anh em nhà anh đi đấy. Cái thằng bà quẻ.